Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa tiến hành khen thưởng, động viên lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các đơn vị, Công an huyện Mường Trà, Công an huyện Tuần Giáo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện đề án 06 trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Mường Trà phá thành công chuyên án 724H, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Cùng thời điểm trên, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Mường Trà đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy. Trước đó, ngày 7 tháng 9, Công an huyện Tuần Giáo phá thành công chuyên án 824X, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin, 4.200 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng kíp. Tiếp đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tại khu vực xã Thanh An, huyện Điện Biên, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói nhỏ heroin và ma túy tổng hợp, chưa xác định khối lượng. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các đơn vị có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Trà cho 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 06 trên địa bàn. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị cần quan tâm chỉ đạo sát sao cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bám sát cơ sở, điều tra cơ bản tuyến địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đồng thời triển khai hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu đề ra trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.